Chuyển đổi số là một xu thế tất yếu diễn ra toàn diện trong mọi lĩnh vực và trên phạm vi toàn cầu trong giai đoạn hiện nay. Đón bắt xu thế đó, trong thời gian qua, Đảng và Nhà nước đã lãnh đạo, chỉ đạo các cấp, các ngành đẩy mạnh ứng dụng, phát triển khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo. Qua 3 năm triển khai thực hiện đề án cải cách hành chính trong các cơ quan đảng trên địa bàn thành phố giai đoạn 2020-2025 và kế hoạch số 91 của Thành ủy Đà Nẵng về tổ chức quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện đề án. Đến nay, các tổ chức cơ sở đảng trên toàn địa bàn đã và đang vào cuộc mạnh mẽ, có trọng tâm, trọng điểm, có lộ trình phù hợp, tạo sự đồng bộ, liên thông để thực hiện thắng lợi việc chuyển đổi số vào các hoạt động công tác đảng trong toàn đảng bộ. Gắn trách nhiệm của bí thư cấp ủy, người đứng đầu cơ quan đơn vị vào việc lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện. Đây là một buổi sinh hoạt của chi bộ 1 Chính Trạch thuộc Đảng bộ phường Tân Chính, quận Thanh Khê, thành phố Đà Nẵng. Một chi bộ mà phần lớn đảng viên tham gia sinh hoạt là đồng bào có đạo. Lâu nay chi bộ vẫn duy trì nề nếp sinh hoạt theo điều lệ đảng, nội dung sinh hoạt trọng tâm là công tác tuyên truyền, giáo dục tư tưởng chính trị. Nhưng hôm nay có một sự đổi mới là các đảng viên được chi bộ hướng dẫn quét mã QR có sẵn trên móc khóa do Đảng bộ phường cấp phát miễn phí. Tôi thấy đây là một vấn đề hết sức tiện lợi và rất là dễ sử dụng cho tất cả các đồng chí đảng viên ở các chi bộ. Tuy nhiên thì cũng có một cái phần khó khăn là có những đồng chí mà lớn tuổi á, thì có nghĩa là vấn đề sử dụng công nghệ nó còn hạn chế, cho nên khi truy cập cái mã QR code của đảng ủy thì cũng còn rất là khó khăn và rất là bỡ ngỡ. Nhưng mà tôi tin tưởng rằng thì một thời gian dài sử dụng thì các đồng chí đảng viên lớn tuổi sẽ sử dụng thành thạo cái mã QR code của đảng ủy. Tôi thấy đây là một cái công nghệ ứng dụng rất tiện lợi cho các đồng chí đảng viên sinh hoạt ở chi bộ hiện nay. Bằng các thao tác đơn giản trên nền tảng phần mềm Zalo, sau khi quét mã QR, các đảng viên sẽ dễ dàng truy cập đến chi bộ các thông tin của đảng bộ phường. Ở đây, người dùng sẽ được tiếp cận và xem được hơn 300 văn bản, nghị quyết, biểu mẫu đã được tích hợp sẵn, như thông tin chung của đảng bộ phường, thông tin chi tiết về tổng quan của phường Tân Chính, cơ cấu tổ chức của ban chấp hành, ban thường vụ đảng ủy, các chỉ thị, nghị quyết của đảng các cấp, các văn bản chỉ đạo của đảng ủy phường, hình ảnh hoạt động, các biểu mẫu hồ sơ công tác đảng được cập nhật, bổ sung thường xuyên. Điều này giúp cho các chi bộ đảng viên có thể tiếp cận, triển khai một cách nhanh nhất và thuận tiện nhất, rút ngắn thời gian, hạn chế việc đi lại của các đồng chí cấp ủy chi bộ khu dân cư. Việc là xây dựng cái chuyển đổi số và là cái số hóa dữ liệu trong công tác mà tổ chức đảng ở đảng ủy phường Tân Chính, thì cái này là xây dựng để mà xây dựng một cái tổ chức đảng mà cái mà quản lý đảng viên, cho đấy là cái giúp cho đảng viên tham khảo tra cứu được những cái là hồ sơ dữ liệu của đảng đến người đảng viên rất là gần. Mà nhờ cái này thì chúng ta là tổ chức đảng mới gần được là các chi bộ ở dưới khu dân cư, gần đảng viên, và chúng ta mới xây dựng được một cái đảng vững mạnh, và đảng đó là đảng gần dân. Hiện nay mỗi ngày bộ mã QR của đảng ủy phường Tân Chính có khoảng 80 lượt truy cập sử dụng. Các hoạt động chỉ đạo điều hành cũng diễn ra suôn sẻ, nhanh chóng hơn. Để công tác chuyển đổi số hiệu quả, đảng ủy phường tiếp tục chỉ đạo các chi bộ trực thuộc đa dạng hình thức tuyên truyền cho đảng viên trên địa bàn phường, thực hiện sử dụng bộ mã QR số hóa dữ liệu thông minh công tác xây dựng đảng. Bên cạnh đó, sử dụng hệ thống văn bản điều hành tập trung, triển khai đăng ký sử dụng chữ ký số, đồng thời nghiên cứu xây dựng các bộ mã QR nhằm tuyên truyền thông tin của đơn vị đến với nhân dân trên địa bàn. Việc số hóa này thì góp phần xây dựng đảng của đảng bộ mạnh hơn. Những cái thông tin, những cái mối quan hệ rồi trong công tác lãnh đạo chỉ đạo của đảng bộ đối với hệ thống chính trị của ban thường vụ, ban chấp hành rất là hiệu quả, nhanh hơn. Đảng bộ chỉ ban thường vụ, ban chấp hành chỉ cần có những cái thông tin mà đột xuất phát sinh thì chỉ cần hỏi trên các group và trên những cái nền tảng thông tin nội bộ thì sẽ có cái chỉ đạo kịp thời.
và từ có cái thông tin kịp thời thì có những cái việc vụ việc mà phát sinh thì xin ý kiến quận ủy chỉ đạo kịp thời và giải quyết những cái vụ việc đó nhanh hơn, hiệu quả hơn.